giờ này là 9:20 tối mà trời mưa rất là lớn luôn. Không biết làm gì, đem đồ ăn vô đây ăn cho tụi nó dần miệng cho vui. Mà rong biển nè, còn đây là đồ bổ để dành cho những cái con này đi chỗ khác, không phải đồ ăn của mày nha. Đem vô cho tụi bay dần miệng thôi, rèn luyện đạo đức. Nè, này là tổ yến nè, rồi nói chung là đồ bổ đó. Một chai này là 200 mấy chục ngàn nha bà con. Táo tàu, tổ yến, rồi hải sâm, rồi cái gì nhiều lắm, nhiều đồ bổ trộn lại lắm. Ở nhà đem lại cho nên không biết giá chính xác là bao nhiêu. Khế ngầu và đại ca lợi hửi, mà sao cái mùi này đối với mèo nó không có thơm chút nào hết trơn á. Nó kỳ kỳ, nhưng mà nó lạnh lạnh mát mát, bởi vì đưa cái mũi xác hửi chơi cho vui. Và cũng như thường lệ, con sen ăn cái gì, mặc dầu là tụi nó ăn không có được, mà cũng dòm miệng cho vui. Trong lúc mình ăn thì không có quay tụi nó được, và cũng không có muốn quay cái mặt của mình, do đó mình sẽ để điện thoại trên này, chụp xuống, có thể nhìn thấy đồ ăn của tôi và mấy con mèo luôn. Thôi đâu con quạo, con quạo. Những thanh niên này rất là rảnh rỗi, không có gì để làm và không có gì để coi. Do đó mỗi khi nó thấy tôi ăn, mặc dầu ăn không có được, nó chạy lại đây coi, ngồi dòm, kiểu như ngồi coi phim vậy đó. Nó thói quen ha, mở cái nắp ra là chồm chồm lại. Và lúc này mình đổ ra, tụi nó dòm mà cái mặt nhăn nhăn, tại vì cái mùi đó với tụi nó không có thơm. Khế thúi quyết định bước tới gần để mà hửi kỹ hơn. Ăn giả nha mày, nghe. À tôi nhớ rồi, cái món này mình gọi là chè dưỡng nhan nha. Giống như là cái mùi vị y chang như là sâm bổ lượng ở ngoài mọi người uống vậy đó. Nhưng mà nó có tổ yến và những cái món đồ bổ. Và cái món này rất thích hợp dành cho những người ăn chay mà muốn tẩm bổ. Thay vì ăn chay đâu có ăn được cái món như là gà ác tiệm thuốc bắc hay là ốc heo này nọ đâu. Người ta sẽ ăn cái này nè. Nhưng mà tôi không có ăn chay mà tôi vẫn ăn cái này nha. Thích thì ăn thôi. Táo tàu, hạt sen, củ năng, đông trùng thảo, nhãn nhục, rồi kỹ tử hay gì quên rồi, tên gì không nhớ rõ nữa. Quan trọng là tổ yến này là có hạt tre trong này nữa. Nói chung đủ thứ hết trơn. Và lúc này cái mặt của con ngầu, con quạo, con vui không có vui chút nào. Cái này thời tiết thay đổi đột ngột á, đang nóng nữa chừng cái chuyển sang gió, bị khan tiếng nghẹt mũi nha bà con. Bởi vì mình nói chuyện trong cái video dài nhiều khi không có được, do đó mình mới ra mấy cái video ngắn. Nó cũng như cái video này nè, mới có 3-4 phút thôi cũng khan tiếng rồi. Còn cái chuồng mèo thì tôi đang hói cho mọi người làm xét xét một chút. Mới đầu là tính thời gian dài dài đó, để mà thiết kế cái chuồng cho nó đẹp. Nhưng mà thôi, con mèo ở là quan trọng, đẹp hay xấu thì chỉ là cái phần phụ thôi, xong cái chuồng là được rồi. Tại vì cái tường ở phía trước nó hơi xấu với nó hơi yếu nữa, thí dụ mà đập ra thì sợ nó sập nguyên cái nhà kho. Bởi vì thôi, để nguyên đi, mình làm cái chuồng là được rồi. Chứ mà trang trí nữa là mất thời gian lâu lắm. Tại vì cái nhà kho của tôi là 20 năm gì rồi đó nha, cái tường nứt hết trơn rồi. Nhưng mà nó không có đến nổi, nếu mà mình nó đập ra mà mình trang trí là coi chừng nó sập. Do đó mình quyết định không có đập tường gì hết, chỉ làm cái chuồng thôi. Hổng gài cứ lăn tăn cái vụ này hoài, có nên đập tường hay là xây tường hay là không. Mà khi tôi làm là nhiều thứ phải làm nữa. Mà thôi, nếu như vậy thì mình rất là mất thời gian, mình sẽ không có thời gian để mà ra video mỗi ngày. Mà cái quan trọng là khi mà mình đập tường xây tường là con mèo nó sợ nó hoảng. Hổng gài làm cái chuồng là nghe tiếng ồn là tụi nó cũng hơi sợ rồi đó. Do đó cái chuyện mà xây sửa nguyên cái nhà kho thì chắc là tôi bỏ qua bên đi, để chừng nào mấy con mèo nó già yếu đi rồi tính. Còn đây là rong biển. Mình chế thêm rong biển, bỏ vô cái chén này. Rong biển mua nha, mình chỉ là bỏ vô thôi, để coi nó ngon hay không. Rong biển này cũng dành cho những người ăn chay luôn. Có loại dành cho ăn chay, có loại cho ăn mặn nha. Mình thì không có ăn chay nhưng mà mình khá là thích đồ chay, tại vì nó không có tanh. Nhưng mà cái rong biển này có nhiều người chê tanh nha bà con. Còn tôi ăn thì tôi thấy nó bình thường à, tùy vào khẩu vị của mỗi người. Trong lúc tôi đang thưởng thức đồ ăn thì tụi này vẫn kiên trì dầm miệng. Con vui với con nhọn xin tôi ăn ké vài miếng trong biển nữa. Chàng ơi, không đụng tới nhà kho thì thôi, mà tự nhiên dọn dẹp cái nhà kho xong là tôi muốn xây đủ thứ hết trơn á. Nào là xây nhà bếp nè, xây cái kho chứa đồ cho mèo nè. Ôi trời ơi, đủ thứ suy nghĩ hết. Thôi, tốt nhất làm cái chuồng cho bạn ngựa là xong, không có suy nghĩ nữa. Nghĩ nhiều mất thời gian, không có tập trung ra video gì được hết. Nhưng mà càng xây ha, mình càng tốn tiền nè, mất thời gian nè, mà chưa biết cái mục đích của mình làm cái gì, chỉ là muốn vậy thôi. Mà cái mục đích chính á, mà xây nhà bếp chưa chắc gì mà tôi siêng năng nấu ăn hàng ngày nữa. Còn là mua đồ không, bởi vì xây tôi thấy nó hơi uổng, hơi phí. Để khi nào mà tôi xác định được cái mục đích của tôi, xây cái đó chắc chắn mình làm cái gì đó, là mình sẽ xây.